Sáng nay tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Lạng Sơn - Trà Lĩnh - Cao Bằng theo hình thức đối tác công tư PPP. Tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có chiều dài 93,35 km, tổng mức đầu tư giai đoạn là 14.331 tỷ đồng, thời gian thực hiện 36 tháng, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện. Liên danh Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 568 là nhà đầu tư dự án theo hình thức PPP. Theo Thủ tướng, đây là dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất được đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cho đến thời điểm hiện nay. Dự án sẽ tạo sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, tạo ra một tuyến cao tốc đối ngoại huyết mạch mới, kết nối giao thương hàng hóa. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các nhà tư vấn, giám sát thực hiện đúng quy định của pháp luật với mục tiêu cuối năm 2025, đầu năm 2026, thông xe tuyến cao tốc này với 4 làn đường, chứ không chỉ 2 làn đường như dự kiến. Nghiên cứu kết nối tuyến cao tốc này lên tận cửa khẩu biên giới Trà Lĩnh. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý, mỗi hạng mục công trình, nút giao trên tuyến cao tốc này cần thiết kế mang bản sắc văn hóa truyền thống, tạo cảnh quan kiến trúc đẹp.